Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách thứ nhất của Samuel, chương 1. Xưa tại Ramathaim Sophim, có một người quê ở núi Ephraim tên là Encana, con trai của Jeroham, cháu của Elihu, chắt của Tohu, chít của Sufơ người Ephraim. Encana có hai vợ, người này tên là Anne và người kia tên là Phenina. Phenina có con, còn Anne không có. Mỗi năm, Encana ở thành mình đi lên Silo đặng thờ phượng Đức Giê-hô-va vạn quân và dân của tế lễ cho Ngài. Tại Silo có hai con trai của Heli là Hophni và Phinea, thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va. Đến ngày Encana dâng tế lễ, thì chia cổ lễ ra từng phần ban cho Phenina vợ mình và cho các con trai và con gái mình. Nhưng người lại ban cho Anne một phần bằng hai, vì người thương nàng, dẫu rằng Đức Giê-hô-va khiến cho nàng son sẻ. Kẻ phân bì nàng khôn xiết trêu ghẹo nàng, để dục nàng lầm bầm, vì Đức Giê-hô-va đã khiến nàng son sẻ. Từ năm này đến năm kia, mỗi khi nàng đi lên đền Đức Giê-hô-va, chồng đãi nàng như vậy, còn Phenina cứ trêu ghẹo nàng. Anne khóc và không ăn. Encana chồng nàng nói rằng: Hỡi Anne, sao nàng khóc? Cớ sao không ăn và lòng buồn bực giường ấy? Ta há chẳng đáng cho nàng hơn 10 đứa con trai ư? Sau khi người ta đã ăn uống tại Silo rồi, Anne bèn đứng dậy. Lúc ấy Heli, thầy tế lễ, đang ngồi trên một cái ghế gần bên cửa của đền Đức Giê-hô-va. Anne lấy làm sầu khổ trong lòng, vừa cầu khẩn Đức Giê-hô-va, vừa tuôn tràn giọt lệ. Nàng hứa nguyện rằng: Ôi Đức Giê-hô-va của vạn quân, nếu Ngài đoái xem nỗi sầu khổ của con đòi Ngài, nhớ lại nó chẳng quên, và ban cho con đòi Ngài một đứa trai, thì tôi sẽ phú dâng nó trọn đời cho Đức Giê-hô-va, và dao cạo sẽ chẳng đưa ngang qua đầu nó. Vì nàng cầu nguyện lâu dài trước mặt Đức Giê-hô-va, Heli chăm xem miệng nàng. Vả Anne nói trong lòng, chỉ nhóp nhép miệng mà thôi, không có ai nghe tiếng nàng. Nên Heli tưởng nàng say, bèn hỏi rằng: Chừng nào nàng mới hết say? Hãy đi giả rượu đi. Anne thưa rằng: Chẳng phải vậy chúa, tôi vốn một đàn bà có lòng buồn bực, chẳng uống rượu hay là vật gì uống say. Nhưng tôi giải bày lòng tôi ra trước mặt Đức Giê-hô-va. Chớ tưởng con đòi của ông là một người đàn bà gian ác. Vì nỗi đau đớn và ưu phiền quá độ của tôi, bắt tôi phải nói đến bây giờ. Heli bèn tiếp rằng: Hãy đi bình yên. Nguyện Đức Chúa Trời của Israel nhậm lời nàng đã cầu xin cùng Ngài. Nàng thưa rằng: Nguyện con đòi ông được ơn trước mắt ông. Đoạn người nữ lui ra, ăn, và nét mặt nàng chẳng còn ra ưu sầu nữa. Qua ngày sau, vợ chồng dậy sớm, thờ lại trước mặt Đức Giê-hô-va, đoạn trở về nhà mình tại Rama. Encana ăn ở cùng Anne là vợ mình. Đức Giê-hô-va bèn nhớ đến nàng. Đang trong năm, Anne thọ thai và sinh một con trai, đặt tên là Samuel mà nói rằng: Tôi đã cầu xin nó nơi Đức Giê-hô-va. Encana, chồng nàng và cả nhà người đi lên đặng dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ hàng năm và làm xong sự hứa nguyện mình. Nhưng Anne không đi lên vì nói cùng chồng rằng: Khi đứa trẻ dứt sữa, tôi sẽ dẫn nó lên để nó ra mắt Đức Giê-hô-va và ở đó luôn luôn. Encana, chồng nàng đáp rằng: Hãy làm theo ý nàng cho là phải, ở lại đây cho đến chừng nàng dứt sữa nó.
chỉnh nguyện Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài. Vậy nàng ở lại nhà cho con bú đến lúc dứt sữa. Vừa khi dứt sữa, nàng bèn dẫn nó theo mình đến đền của Đức Giê-hô-va tại Si-lô, cùng đem theo 3 con bò đực, 1 ê-pha bột mì và 1 bầu rượu. Đứa trẻ hãy còn nhỏ lắm. Họ giết con bò đực rồi dẫn đứa trẻ đến Hê-li. Nàng bèn nói cùng người rằng: Xin lỗi Chúa, xưa có người đàn bà đứng tại đây gần bên ông đặng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Tôi chỉ xin mạng ông mà thề rằng tôi là người đó. Ấy vì đứa trẻ này mà tôi cầu nguyện. Đức Giê-hô-va đã nhậm lời tôi đã cầu xin cùng Ngài. Vì vậy, tôi cũng dâng nó cho Đức Giê-hô-va. Tôi cho Đức Giê-hô-va mượn nó trọn đời nó. Đoạn, mẹ con đều thờ lại tại đó trước mặt Đức Giê-hô-va. Thi Thiên 8:19. Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn. Từ đời này sang đời kia, miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài. Vì tôi đã nói, sự thương xót sẽ được lập đến đời đời. Trên các tầng trời, Ngài sẽ lập cho vững bền sự thành tín Ngài. Ta đã lập giao ước cùng kẻ được chọn của ta. Ta đã thề cùng David kẻ tôi tớ ta mà rằng: Ta sẽ lập dòng dõi ngươi đến mãi mãi và dựng ngôi ngươi lên cho vững bền đến đời đời. Hỡi Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ngợi khen phép lạ Ngài. Sự thành tín Ngài cũng sẽ được ngợi khen trong hội các thánh. Vì trên các tầng trời, ai sánh được với Đức Giê-hô-va? Trong những con trai kẻ mạnh dạn, ai giống như Đức Giê-hô-va? Đức Chúa Trời thật rất đáng sợ trong hội các thánh, đáng hãi hùng hơn kẻ đứng chầu chung quanh Ngài. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, ai có quyền năng giống như Chúa? Sự thành tín Chúa ở chung quanh Chúa. Chúa cai trị sự kiêu căng của biển. Khi sóng nổi lên, Chúa làm cho nó yên lặng. Chúa đã chà nát Ra-háp khác nào kẻ bị đánh chết. Nhờ cánh tay mạnh mẽ Chúa, Chúa đã tản lạc những kẻ thù nghịch Chúa. Các tầng trời thuộc về Chúa, đất cũng thuộc về Chúa. Chúa đã sáng lập thế gian và mọi vật nó chứa. Phương Bắc, phương Nam cũng bởi Chúa dựng nên. Tha-bô và Hẹt-môn đều vui mừng vì danh Chúa. Chúa có cánh tay quyền năng, bàn tay Chúa có sức mạnh và tay hữu Chúa giơ cao lên. Sự công bình và sự chính trực là nền của ngôi Chúa. Sự nhân từ và sự chân thật đi trước mặt Chúa. Phước cho dân nào biết tiếng vui mừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, họ bước đi trong ánh sáng của mặt Chúa. Hằng ngày họ vui mừng vì danh Chúa, được nhắc cao lên vì sự công bình Chúa. Vì Chúa là sự vinh hiển về sức lực của họ. Nhờ ơn Chúa, sừng chúng tôi sẽ được ngước cao lên. Vì Đức Giê-hô-va là cái khiên của chúng tôi, Đấng Thánh của Israel là vua chúng tôi. Bây giờ trong dị tượng, Chúa có phán cùng người thánh của Chúa mà rằng: Ta đã đặt một người mạnh dạn làm kẻ tiếp trợ, nhắc cao lên một đấng lựa chọn từ trong dân sự. Ta đã gặp David là kẻ tôi tớ ta, sức cho người bằng dầu thánh ta. Tay ta sẽ nâng đỡ người, cánh tay ta sẽ làm cho người mạnh mẽ. Kẻ thù nghịch sẽ chẳng hiếp đáp người, còn kẻ ác cũng sẽ không làm khổ sở người được. Ta sẽ đánh đổ kẻ cừu địch người tại trước mặt người, và cũng đánh hại những kẻ ghét người. Song sự thành tín và sự nhân từ ta sẽ ở cùng người. Nhân danh ta, sừng người sẽ được ngước lên. Ta cũng sẽ đặt tay người trên biển và tay hữu người trên các sóng. Người sẽ kêu cùng ta rằng: Chúa là cha tôi, là Đức Chúa Trời tôi và là hòn đá về sự cứu rỗi tôi. Lại, ta cũng sẽ làm người thành con trưởng nam ta, vua cao hơn hết các vua trên đất. Ta sẽ dành giữ cho người sự nhân từ ta đến đời đời, lập cùng người giao ước ta cho vững bền. Ta cũng sẽ làm cho dòng dõi người còn đến đời đời, và ngôi người còn lâu dài bằng các ngày của trời. Nếu con cháu người bỏ luật pháp ta, không đi theo mạng lệnh ta, nếu chúng nó bội nghịch luật lệ ta, chẳng giữ các điều răn của ta,
thì ta sẽ dùng roi đánh phạt sự vi phạm chúng nó và lấy thương tích mà phạt sự gian ác của chúng nó. Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy sự nhân từ ta khỏi ngươi, và sự thành tín ta cũng sẽ chẳng hết. Ta sẽ không hề bội giao ước ta, cũng chẳng đổi lời đã ra khỏi môi miệng ta. Ta đã chỉ sự thánh ta mà thề một lần, cũng sẽ không hề nói dối với David. Dòng dõi người sẽ còn đến đời đời, và ngôi người sẽ còn lâu như mặt trời ở trước mặt ta. Ngôi ấy sẽ được lập vững bền mãi mãi như mặt trăng, như đấng chứng thành tín tại trên trời vậy. Song Chúa lại từ bỏ khinh bỉ người, nổi giận cùng đấng chịu sức dầu của Chúa. Chúa đã gớm ghê giao ước kẻ tôi tớ Chúa và quăng mão triều người xuống bụi đất mà làm nó ra phàm. Chúa đã đánh đổ các rào người, phá những đồn lũy người ra tan nát. Hết thảy kẻ nào đi qua cướp giật người, người đã trở nên sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình. Chúa đã nhắc tay cừu địch người cao lên, làm cho những kẻ thù nghịch người vui vẻ. Phải, Chúa làm cho lưỡi gươm người thối lại, chẳng có giúp đỡ người đứng nổi trong cơn chiến trận. Chúa đã làm cho sự rực rỡ người mất đi, ném ngôi người xuống đất, khiến các ngày đương thì người ra vắng và bao phủ người bằng sự sỉ nhục. Đức Giê-hô-va ơi, Ngài sẽ ẩn mình hoài cho đến chừng nào? Cơn giận Ngài sẽ cháy như lửa cho đến bao giờ? Ôi Chúa, xin nhớ lại thì giờ tôi ngắn giường nào. Chúa dựng nên con loài người hư không giường bao. Ai là người sống mà sẽ chẳng thấy sự chết? Ai sẽ cứu linh hồn mình khỏi quyền âm phủ? Hỡi Chúa, sự nhân từ xưa mà Chúa trong sự thành tín mình đã thề cùng David bây giờ ở đâu? Chúa ơi, xin nhớ lại sự sỉ nhục của các tôi tớ Chúa. Tôi mang trong lòng tôi sự sỉ nhục của các dân lớn. Hỡi Đức Giê-hô-va, tức là sự sỉ nhục mà những kẻ thù nghịch Chúa đã dùng để sỉ nhục các bước đấng chịu sức dầu của Chúa. Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va đến đời đời. Amen. Amen. Chương 32. Năm thứ 12, ngày mùng 1 tháng Chạp, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy làm một bài ca thương về Pharaon vua Ai Cập và nói rằng: Ngươi giống như một con sư tử giữa các dân tộc, khác nào một vật quái dưới biển mà đã trướng lên các sông. Ngươi lấy chân vậy đục các dòng nước và làm cho các sông đầy những buồn. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ giăng lưới ta trên ngươi, có một đoàn dân đông vô số giùm giúp. Chúng nó sẽ kéo ngươi lên trong lưới ta. Ta sẽ bỏ ngươi lại trên đất và quăng ngươi trên mặt đồng ruộng. Ta sẽ khiến mọi loài chim trời đậu trên ngươi và các loài thú khắp đất ăn ngươi mà no. Ta sẽ đặt thịt ngươi trên các núi và lấy thân thể ngươi lấp đầy các nơi trũng. Ta sẽ lấy huyết ngươi tưới nơi đất ngươi lội bơi cho đến các núi và các khe nước sẽ đầy ngươi. Khi ta dập tắt ngươi, thì ta sẽ che các tầng trời và làm tối các ngôi sao, dùng mây bao bọc mặt trời và mặt trăng sẽ không chiếu sáng nữa. Ta sẽ làm cho tối tăm trên ngươi mọi sự sáng láng trên trời, và ta sẽ bủa sự mờ mịt ra trên đất ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta sẽ làm bối rối lòng nhiều dân khi ta sẽ rao sự hủy diệt của ngươi ra trong các dân tộc, trong các nước mà ngươi chưa biết đến. Ta sẽ làm cho nhiều dân kinh sợ về ngươi, và các vua chúng nó sẽ vì cớ ngươi sợ hết hồn khi ta hơ gươm trước mặt họ. Nơi ngày ngươi bị ngã xuống, chúng nó mỗi người đều vì sự sống mình mà run rẩy luôn luôn. Thật vậy, Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Gươm của vua Babylon sẽ xông vào trên ngươi. Ta sẽ khiến cả thảy dân ngươi ngã xuống dưới gươm của những người mạnh bạo. Thảy đều là kẻ đáng sợ trong các dân. Chúng nó sẽ hạ sự kiêu ngạo của Ai Cập xuống, và cả đoàn dân nó đều sẽ bị tiêu diệt. Ta cũng sẽ làm cho cả súc vật nó chết hết nơi bờ sông lớn. Nước sẽ không bị vẫy đục nữa bởi chân của người ta
hoặc bởi vó của thú vật. Bây giờ, ta lại làm cho các dòng nước của chúng nó được trong sạch và làm cho các sông chúng nó chảy như dầu. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Khi ta sẽ khiến đất Ai Cập thành ra nơi hoang vu hủy phá và đất ấy sẽ bị vét sạch cả của mình, trước đã đầy dẫy. Khi ta sẽ đánh hết thảy dân sự nó, thì chúng nó sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Kìa là bài ca thương mà chúng nó sẽ than vãn. Những con gái các nước sẽ than vãn bằng một giọng thảm thương. Chúng nó sẽ than vãn bài ấy để khóc Ai Cập cùng cả thảy dân nó. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Năm thứ 12, ngày rằm, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy than vãn về đoàn dân Ai Cập, hãy xô dân ấy cùng với những con gái của các nước có danh tiếng xuống nơi vực sâu của đất, làm một với những kẻ xuống trong hầm hố. Ngươi há đẹp hơn ai sao? Vậy, hãy xuống và nằm chung với những kẻ không chịu cắt bì. Phải, kìa những kẻ ấy sẽ ngã xuống chính giữa những người đã bị gươm giết. Nó bị phó cho gươm. Hãy kéo nó ra với cả các đoàn dân nó. Từ giữa âm phủ, những lính chiến rất mạnh bạo cùng những kẻ giúp đỡ nó sẽ nói cùng nó mà rằng: Chúng nó đã xuống đó, chúng nó đã nằm yên, là kẻ chưa chịu cắt bì mà đã bị gươm giết. Tại đó có Asheri với cả đoàn dân nó, chung quanh nó đều là mồ mả. Hết thảy chúng nó đã bị giết và đã ngã xuống bởi gươm. Mồ mả nó ở trong những nơi sâu thẳm của hầm hố, và dân nó sắp hàng chung quanh mồ mả nó. Hết thảy đều đã bị giết. Chúng nó vốn là những kẻ rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống, mà nay đang ngã xuống bởi gươm. Tại đó có Ê-lam với cả dân sự nó ở chung quanh mồ mả nó. Hết thảy đều đã bị giết và đang ngã xuống bởi gươm. Những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã xuống trong vực sâu của đất, tức là những kẻ từng rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống. Chúng nó chịu nhơ nhuốc trong vòng những kẻ xuống nơi hầm hố. Giường của nó và của dân sự đã đặt ở giữa những kẻ bị giết, trong những mồ mả ở chung quanh nó. Hết thảy những kẻ chưa chịu cắt bì ấy đã chết bởi gươm, vì chúng nó từng rải sự khiếp sợ ra trên đất người sống. Chúng nó chịu nhơ nhuốc trong vòng những kẻ xuống nơi hầm hố, và người ta đã sắp hàng nó ở giữa mọi kẻ bị giết. Tại đó có Mê-siết và Tu-banh và cả dân chúng nó, mồ mả chúng nó ở chung quanh chúng nó. Hết thảy đều là những kẻ chưa chịu cắt bì bị giết bởi gươm, vì chúng nó từng rải sự khiếp sợ trên đất người sống. Chúng nó không nằm chung với những lính chiến mạnh bạo đã ngã xuống trong vòng những kẻ chưa chịu cắt bì. Những lính chiến ấy đã xuống nơi âm phủ với khí giới đánh giặc của mình, và người ta đã đặt gươm dưới đầu chúng nó. Song những kẻ kia tội ác như đã dắt vào hài cốt mình, vì chúng nó rải sự sợ hãi cho những lính chiến mạnh bạo trên đất người sống. Nhưng ngươi sẽ bị gãi ở giữa những kẻ chưa chịu cắt bì và sẽ nằm chung với những kẻ bị giết bởi gươm. Tại đó có Ê-đôm với các vua và cả các quan trưởng nó, những người này mạnh bạo mặc dầu, đã bị sắp hàng với những kẻ bị giết bởi gươm và nằm chung với những kẻ chưa chịu cắt bì và với những kẻ xuống trong hầm hố. Tại đó cũng có hết thảy quan trưởng ở phương Bắc và hết thảy dân Sidon đều xuống với những kẻ bị giết, dầu sự mạnh bạo của chúng nó đã làm cho khiếp sợ mặt lòng. Chúng nó mang xấu hổ. Chúng nó là những kẻ chưa chịu cắt bì ấy, đã nằm sóng sượt với những kẻ đã bị giết bởi gươm, và chúng nó chịu nhơ nhuốc trong vòng những kẻ đã xuống nơi hầm hố. Pharaon sẽ thấy vậy thì được yên ủi về cả đoàn dân mình, tức là Pharaon và cả đạo binh mình bị giết bởi gươm. Chúa Giê-hô-va phán vậy: Vì ta rải sự khiếp sợ người ra trên đất người sống. Thật, Pharaon và cả dân người sẽ nằm giữa những kẻ chưa chịu cắt bì với những kẻ đã bị giết bởi gươm.
Chúa Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.